Okay. Đây là một chiếc máy lọc nước được lắp đặt hoàn chỉnh với nguồn nước máy của huyện. Thì đặc thù cái dòng máy này mà chúng ta hay gọi một cái tên thường gọi nó là máy nước nano, hay là đặc thù của cái máy này là không sử dụng cái màng khử khoáng, hay là không cần sử dụng điện và không có nước thải. Và cơ chế lọc chính của cái bộ lọc này, nó là đầu tiên là lọc bằng khe hở, gọi là lọc cơ học, có nghĩa là những cái tạp chất mà kích thước lớn thì sẽ được giữ lại. Thứ hai là cơ chế lọc trao đổi ion, có nghĩa là những cái thành phần ion nó rất là nhỏ, cái đấy không thể lọc chặn được, thì nó phải bằng cái cơ chế là ion âm và ion dương, nó sẽ trao đổi với nhau và nó sẽ giữ lại những cái ion kim loại. Thứ ba là nguyên lý lọc hấp phụ. Hấp phụ thì cũng những cái tạp chất mà không thể được giữ lại, ví dụ như màu, mùi hay là hữu cơ, thì không thể giữ lại bằng cái khe hở được hay trao đổi ion được, thì nó phải được giữ lại bằng cái cơ chế là cơ chế hấp phụ. Thì cơ chế hấp phụ ở đây là cơ chế là cái bề mặt nó có một cái độ xốp, có độ rỗng, nó giống như là những cái bẫy, khi mà những cái tạp chất đi vào thì nó được giữ ngay trong cái bề mặt đấy, thì đấy gọi là cơ chế lọc hấp phụ. Và cơ chế cuối cùng đó là cơ chế mà làm sao để nước có thể uống ngay mà không cần đun sôi để nguội, đó chính là cơ chế gọi là tiêu diệt vi khuẩn, virus, đúng không ạ? Ví dụ như bình thường thì chúng ta hay quen với cái việc là chúng ta đun sôi nước, thì cái việc đun sôi nước có một tác dụng duy nhất đó là diệt khuẩn, có nghĩa là vi sinh vật trong nước. Thế thì cái cơ chế thứ tư của cái máy lọc nước này nó cũng giống như những máy lọc nước khác là loại bỏ vi khuẩn, virus, nhưng mà đối với này, cái dòng máy này nó có một sự khác biệt là nó không phải nó ngăn chặn. Ví dụ như đối với những cái lọc tinh khiết, người ta sử dụng cái màng lọc rất là nhỏ, thì nó chỉ ngăn chặn cái vi khuẩn virus không đi qua thôi. Nhưng đối với dòng máy này thì nó có một cái cơ chế gọi là tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn virus bằng cách là phá hủy cái lớp màng protein bên ngoài, thì con vi khuẩn virus sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Đấy là cái sự khác biệt của cái cơ chế này, nhưng mà nó đều cho một cái kết quả, đó là nước sau lọc không có vi khuẩn virus uống trực tiếp. Thế thì thông thường sau khi mà lắp đặt xong thì chúng ta sẽ rất là dễ thấy một cái hiện tượng mà rất nhiều các anh chị hay là mọi người hay thắc mắc là tại sao khi mà máy lọc nước tôi lọc ra nó có rất nhiều bọt khí. Thế thì ngay bây giờ đây thì tôi sẽ làm một cái thí nghiệm là cái máy này vừa lắp đặt xong thôi, chắc là nó mới chỉ xài được tổng đâu khoảng 5-10 lít gì đó sau khi đã xả. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy nước ra để chúng ta quan sát cái hiện tượng xem là cái máy này nó có cái hiện tượng bọt khí không. Được chưa? Rất đơn giản là chỉ có là mở vòi là lấy nước. Đó. Ok, chúng ta có thể thấy được rằng là nó giống như là bọt trắng luôn. Đó, sẽ bật cái điện thoại, cái đèn pin lên để chúng ta nhìn nhá. Đó, chúng ta thấy là có rất nhiều bọt khí. Đấy, nhưng mà nó cũng sẽ tan rất là nhanh. Đấy, nếu mà chúng ta mà không quan sát kỹ, chúng ta lại bảo ô nước này đục thế, đúng không ạ? Nước này tại sao lọc xong rồi mà đục thế? Nhưng mà thực chất không phải là nước đục đâu ạ. Thực chất là tất cả những cái mà chúng ta nhìn thấy lúc đầu nó rất là đục thì đấy là bọt khí. Bây giờ nó tan dần này, nó tan dần. Thế nguyên lý của bọt khí là nó sẽ tan dần. Và tại sao lại có hiện tượng này, và hiện tượng này nó có ảnh hưởng gì đến cái chất lượng nguồn nước không? Thì câu trả lời là hoàn toàn không. Bản chất ở đây là những cái bọt không khí. Thế thì chúng ta hiểu là như thế này. Đối với lại cái lõi lọc thì cái độ xốp càng lớn, có nghĩa là nó càng có nhiều cái khoảng trống nhỏ giống như cái bẫy, hay là có diện tích tiếp xúc càng lớn thì là khả năng tiếp xúc với nước càng tốt, và như đó là khả năng xử lý nước càng tốt, đúng không ạ? Giống như kiểu là chúng ta có một cái lõi lọc mà kích thước lớn thì rõ ràng là nó sẽ lọc tốt hơn cái kích thước nhỏ. Thế thì cái vật liệu nó có độ xốp càng nhiều thì cái bề mặt tiếp xúc của nó càng lớn thì cái khả năng xử lý càng nhiều. Thế thì khi mà chế tạo như vậy ấy, thì nó cái khoảng trống trong cái vật liệu đấy nó sẽ được điền đầy bằng cái gì ạ? Nó bằng điền đầy bằng không khí, đúng không ạ? Bằng không khí, nó chính là không khí thôi. Nó chính là không khí. Thế thì khi mà nước đẩy vào cái lõi lọc nó còn rất là mới như vậy, thế thì nó sẽ dần dần nó sẽ chiếm chỗ, cái nước nó sẽ chiếm chỗ của không khí, và những cái bọt khí bên trong vật liệu nó sẽ được cuốn trôi. Nó được cuốn trôi ra vòi. Đấy, chúng ta có thể thấy như hiện tượng vừa rồi đấy, nó được cuốn trôi ra vòi như thế này. Đó, thì thông thường khi mà máy lọc nước mới mà chất lượng cao, hay là lõi lọc được chế tạo bởi những cái công nghệ mà có độ xốp rất là tốt như vậy, thì thông thường cái lượng bọt khí nó rất là lớn trong một thời gian sử dụng, có thể là tùy vào cái lượng nước mình sử dụng hay là tùy thời gian, thì nó chỉ tầm khoảng một vài ngày là nó hiện tượng nó sẽ hết. Đấy, chúng ta có thể quan sát nó dày đặc bọt khí. Điều này chứng tỏ là cái bộ lọc này nó được chế tạo một cái độ xốp rất là cao, và nó lôi ra cái lượng không khí rất là nhiều. Cái hiện tượng này nó sẽ dần dần mất đi. Tại vì sao? Dần dần thì nước sẽ điền đầy vào cái không khí, cái vị trí của không khí trong cái vật liệu lọc, đúng không ạ?
bây giờ là trong vật liệu lọc nó vẫn có cả không khí và nước, tại vì nước nó vẫn chưa thể chiếm hết chỗ vào. Chính vì như vậy là chúng ta vẫn thấy là có bọt khí đi ra. Và xin trả lời với tất cả các bạn, hiện tượng hoàn toàn bình thường và nước này là hoàn toàn là chúng ta vẫn có thể uống, không có vấn đề gì. Thì trên đây là chia sẻ của tôi một cái câu hỏi mà rất nhiều khán giả hay thường hỏi là tại sao lại có một cái hiện tượng là nước nhìn có vẻ rất là đục nhưng quan sát kỹ thì là hiện tượng bọt khí. Và bọt khí nó chính là cái nguyên nhân, nó chính là do quá trình là chiếm chỗ của nước khi mà máy mới hoạt động trong thời gian đầu, và hiện tượng này nó sẽ dần mất đi và nó không có ảnh hưởng sức khỏe. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào các bạn hãy đặt trong phần comment bên dưới, và nếu thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ để tôi có thể chia sẻ nhiều video hơn nữa.